Hôm nay sẽ giới thiệu với mọi người về cái Olimon này. Đây là cái giao diện về trang web này. Mình sẽ để mặc định là tiếng Anh cả nhà nhé. Chúng ta sẽ để mặc định là tiếng Anh đi. Ví như là các cô chú mà lớn tuổi ấy mà không quen dùng tiếng Anh thì chúng ta sẽ sử dụng phần phần mềm chôm nhé. Nếu trên điện thoại phần dùng phần mềm chôm. Sau đó Dùng chỗ dịch này Bấm vào chỗ dịch Sau đó chúng ta sẽ bấm vào Dịch Đó, xong chúng ta bấm vào dịch Thì tất cả ngôn ngữ của tiếng Anh Nó sẽ chuyển về tiếng Việt Cho tất cả cô chú anh chị đây <laughs> Thì trên này nó sẽ có là Đầu tiên nó sẽ là tin tức nó lại chỉnh về đó nó sẽ có tin tức này đơn đặt hàng tất cả các đơn hàng của chúng ta đặt chỉ chúng ta sẽ bấm vào tất cả đơn hàng này thì chúng ta xem được này luôn dịch đó thì chúng ta sẽ có chờ thanh toán này chờ giao hàng này chờ nhận này chờ xem xét này và các đơn hàng thành công của chúng ta mà giao dịch đã đóng có nghĩa là giao dịch hủy của mình ấy <laughs> và phần hoàn tiền của chúng ta là sẽ ở phần dưới nhé là phần hoàn tiền bộ siêu tập trong này nó có sẽ phần là lưu lại những cái sản phẩm mà chúng ta yêu thích lưu những cái cửa hàng chúng ta yêu thích Lịch sử sưu tập của chúng ta Đánh giá của người bán ở đây Đó Thì chúng ta bấm vào từng mục thôi Chúng ta xem Như hiện tại Thắng chưa order một cái gì cả Nên là chưa có Đúng không ạ <laughs> Chúng ta muốn vào trang web Chúng ta sẽ bấm vào phần uh, All Limon này Chúng ta bấm cái biểu tượng vàng vàng này Cái biểu tượng này Cả nhà nhìn thấy trên này chưa ạ Khi bấm vào đây Nó sẽ hiện ra cho chúng ta một cái Trang chủ Của Olimon Thì Olimon nó sẽ có những cái gì ạ? Nó sẽ có cái banner quảng cáo tất cả những cái sản phẩm ở đây Ví dụ như hiện tại là Merchant Partner Có nghĩa là đây là một cái partner của chúng ta mới Đó chính là Zonex này Ở đây chúng ta mua này Olimon hiện giờ đang có những đối tác này Cả nhà nhìn thấy đây là những cái đối tác Mọi người nhìn thấy trên màn hình không ạ? Là những đối tác hiện tại của Olimon thì để xem có bao nhiêu đôi 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 đối tác rồi cả nhà. Thì mỗi đối tác này sẽ cung cấp cho chúng ta những sản phẩm khác nhau. Vì Vivo này là điện thoại Vivo ấy cả nhà. Yonex này là cái sản phẩm uh, vật cấu lông cả nhà nhé. Biotic này nó là một cái công ty chuyên về uh, men men vi sinh, men uh, đường tiêu hóa các kiểu. Đấy. Pino này nó là một cái công ty rất là lớn của Malaysia là về uh, shopping online này. Ecoheal này nó là một sản phẩm thiết bị, nó cũng là một công ty thiết bị. Vịnh như là thiết bị về máy lọc không khí máy lọc nước của cái e Ecoheal này rất ok nhá cả nhà nhá. Cả nhà có thể nhìn thấy những cái đối tác để chúng ta có thể lựa chọn hay là Halidao này. Cả nhà đây đã ai từng ăn Halidao mọi người comment trên phím hai ạ. Halidao là một trong biểu tượng mà có thể nói là uh, lẩu rất là đặc biệt. Và đây hiện giờ đang phát triển rất mạnh ở tại Việt Nam mình đúng không cả nhà. Halidao cũng là một trong những đối tác của chúng ta. Nên mọi người nhìn thấy rằng là OliLine uh, -E nó không chỉ nguyên về những sản phẩm P90 đâu. Mà nó có rất nhiều các hệ sinh thái và nền tảng. Oncatro thì cái này nó là phần tất cả những sản phẩm của chúng ta để em sẽ bấm vào dịch để cho các cô chú anh chị có thể tìm nhìn dễ này phần đầu tiên mọi người muốn mua điện thoại mọi người có thể bấm vào mobile đúng không ạ chúng ta bấm vào mobile thứ hai là phần sức khỏe và làm đẹp thì chúng ta bấm vào phần số 2 thiết bị gia dụng chúng ta bấm vào số 3 quần áo chúng ta bấm vào số 4 <laughs> sản phẩm tiêu dùng chúng ta bấm vào số 5 dịch vụ chúng ta bấm vào số 6 vé và phiếu mua hàng vị mai sau mọi người thể là xem phim, ờ, các phiếu mua hàng đều có đồ ăn cũng có nhá, ô tô, ô tô thì hiện tại thì chưa có xe ô tô nhưng mà hiện tại đã có vành xe và phụ, có nghĩa là lốp xe rồi cả nhà. Cả nhà có ai muốn mua lốp lốp xe không? <laughs> muốn mua lốp lốp xe con số 2 thế nào? Hàng tạp hóa nhá, hàng tạp hóa thì hiện giờ đang cung cấp là kiểu như là giấy giấy khăn ướt này Rồi các bộ quà tặng kiểu như giỏ quà Đồ chơi, trò chơi, sách, sở thích của chúng ta cũng có này Đấy, giáo dục và đào tạo cũng có này Nhà ở nhá Mai sau là chúng ta có cả nhà Chúng ta mua được cả nhà luôn cả nhà nhá Phụ kiện thời trang Phụ kiện máy tính Ở đây vị như là mọi người có thể lên đây mua này Thể thao và ngoài trời cũng có luôn Vậy thì trên này mọi người nhìn thấy rằng là trong thời gian mà thắng nghiên cứu về Olimon hiện tại ấy thì công ty đang update lên khá là nhiều các đối tác khác đang dần dần tăng thêm rất nhiều các đối tác ở đây điện thoại như là điện thoại hiện tại như là cái điện thoại uh, có cái sạc dự phòng này có 134 ringgit này cái nhà nhìn rất rẻ nhá sạc dự phòng này điện thoại này điện thoại này có 3.600 ringgit thôi x90 5G 12 GB và 256 GB. Kodak có nghĩa là đây là à, đây là đây là một cái thẻ nhớ hay sao ạ? Một thẻ nhớ. Sạc dự phòng khá là rẻ, sạc dự phòng đây chỉ có 200 000 đến 300 000 này. Có rất nhiều loại sạc dự phòng USB cũng có nha cả nhà nhá. Ở bên phải của chúng ta sẽ có mục hàng hóa được đề xuất có nghĩa là những hàng hóa hiện giờ đang đang mua trên này này là đang được đề xuất này hàng hóa đang được đề xuất về sức khỏe có là mặt nạ này sữa dưỡng da này mặt nạ phục hồi này đấy có rất nhiều các sản phẩm mọi người nhìn thấy không ạ nước nhỏ mắt cũng có nhé cả nhà nhá rồi mục tiếp theo là đồ gia dụng mọi người có thể nhìn thấy này hôm nay thắng chia sẻ này cho mọi người để mọi người biết rằng là khi đi chia, chia sẻ cho khách hàng thì chúng ta phải chia sẻ cả Olimon nữa cho khách hàng. Đây là tầm nhìn chiến lược dài hạn để chúng ta đi dài và kinh doanh trên toàn cầu. Nên chúng ta đang hiện giờ đang là một trong những thành viên của OliLine Chúng ta phải biết về điều này. Vì máy hút bụi chúng ta phải nói rằng là OliLine của chúng ta có. Đúng không ạ? Máy lọc không khí của chúng ta có. Máy lọc nước của chúng ta cũng có luôn nồi chiên không dầu này. Đó, máy hút bụi cầm tay này. Rồi cả bếp ga cũng có luôn. Cả nhà thấy đa dạng không ạ? Đa dạng mọi người comment là đa dạng đi ạ. Đó, cái điểm này thì chúng ta sẽ lấy ở đâu thì tí nữa Thắng sẽ giới thiệu cho mọi người. Đồ kim hoàn này, cả nhà này. Thanh vàng oligon này. Thỏi vàng oligon cũng có này. Đây là các bộ siêu tập về những cái sản phẩm. Về những cái thanh vàng ấy. Không biết là vàng thật hay là vàng như nào để để vào đây xem một cái sản phẩm nhá. dịch này thanh vàng oligon bộ sưu tập Hari Raja phí vận chuyển đã bao gồm bảo hiểm số lượng là 1 gam kích thước là 9 mm 14 mm vàng 4 con 9 cả nhà ạ Cả nhà trên này bán cả vàng cả nhà <laughs> Cả nhà có mình hiện Trên này bán vàng này Vàng 4 con 9 luôn cả nhà này Bán cả vàng ở trên này luôn Quá đỉnh Rồi xem nào Chúng ta sẽ vào các mục khác nhé ví như mục thực phẩm có trên này Đó Cả nhà nhìn thấy trong mục thực phẩm này Có nhiều sản phẩm không vậy như là ở đây á vị đồ ăn vậy như là mọi người ăn đồ khô này nước uống các thứ cũng như mình thôi rất nhiều loại ở đây không biết đây phải rượu không nhưng mà khả năng nó là kiểu như là nước ép táo á, rượu vang các thứ đấy nên là cả nhà làm tốt ở trong Olila này mọi người mua hàng thoải mái trên này rất nhiều các sản phẩm khác thắng thử vào một mục khác xem nào Home gia đình thiết bị gia đình đây là thiết bị gia đình này tới đây 15 tháng 8 này anh chị em nào mà lại vào đây mà đang có điểm nha mọi người muốn mua inbox riêng cho thắng ngay để thắng mua cho mọi người để mang về nhé cả nhà nhá đây là máy hút bụi này 289 ringgit này mua bằng uh, mua bằng voucher đấy mua bằng điểm voucher đấy cả nhà nhá chúng ta sẽ trích một phần là chúng ta mua bằng voucher máy lọc không khí này đây, cái máy này rẻ thế nhở có 199 ringgit thì cả nhà này mua cái này được này Mua cái này ok này đấy chắc tới đây sang là mình sẽ mua một cái um, máy hút bụi là một này máy hút bụi này cũng có vẻ ok này hơn 100 đô hơn 2 triệu hơn một triệu cũng có này mua a à, cái này đẹp này cái này là kiểu như là đun nước ấy cả nhà Cả nhà chỉ bấm vào đây thôi. Đó. Có cả đồng hồ xem luôn. Đó, bình nước này có vẻ rất, rất là xịn sọ. Nó có nhiều sản phẩm lắm cả nhà. Cả nhà có thể vào đây này. Vì mọi người sang bên nước ngoài ăn ăn Halidao này. Hay là ăn ở những cái chuỗi gà này chúng ta đều được sử dụng cái voucher. Vì chúng ta lên đây chúng ta mua cái voucher ở trên này ấy. Mua sản voucher 60 ringgit Mọi người vào đây mọi người ăn được nhá Mua cái này ở trên đây là mua voucher này mọi người sẽ được ăn ở đây Gần như ở bên nước ngoài họ liên kết với nhau hết Và họ tạo ra một cái hệ sinh thái ấy Và gần gần như là họ tận dụng được cộng đồng của nhau rất là tốt cả nhà Rồi xem một số mặt hàng khác nhé Đấy nên là mọi người phải chia sẻ cái Cái Olimo này cho nhiều người biết đến để mọi người biết rằng là nếu như về sau chúng ta có kinh doanh về các sản phẩm trên này thì chúng ta có hàng nghìn sản phẩm ở đây này. NMN này. Vitamin C này đều có này sản phẩm này chúng ta có thể mua về này. Đó mọi người nhìn thấy không ạ? Rượu vang này. Vàng bán trên đây có không biết rẻ hơn thị trường không nhỉ? Mình tra được luôn chị nhá. Em ví dụ cho em tra luôn cho 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 chị xem về vàng ở đây nhá. Nhưng vàng ở đây là nó bán vàng miếng chứ không phải là ấy. Em ví dụ như vàng ở đây là vàng 4 con 9 vừa rồi là để xem là giá bao nhiêu tiền và chia luôn. Vàng ở đây nó đang ghi là 440 ringgit, nó là 100 đô. 100 đô. 100 đô thì xem là ở đây là nó ra bao nhiêu. 100 đô ở đây nó sẽ nặng là 1, 1 gam chiều rộng của nó là 9 mm. Chiều dài là 14 mm, có nghĩa là cái này nó là như kiểu một cái miếng, miếng miếng kiểu như là đồ kỷ niệm ấy nó là đồ kỷ niệm khả năng cao cái này nó là 100 đô thì nó rất là mỏng thôi còn nó nó như kiểu em nghĩ là nó như kiểu vàng lá của mình ấy thôi nếu mà hôm đấy sang đây mình mua thì cũng mua cái này để 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 về thí nghiệm cho mọi người cũng được đấy như nó vàng này là 100 là vàng bốn con chín nó ghi đây là gì à này collection au 9999 có nghĩa là vàng 4 con 9 đó mua điện thoại cũng được cả nhà đấy mọi người xem mua những cái gì nhá đặt trước cho em ngày 15 tháng 8 lên trên này mua xong ở trên đấy có điểm thưởng thì bảo em vì tới đây em sang em cũng mua kính thì mọi người chọn trước cái kính vị mô đen là bao nhiêu chụp ảnh lại chụp ảnh lại cái mô cái, cái 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 mô đen này và sau đó là muốn mua cái nào thì bảo em đấy mua kính này nó có rất nhiều các loại kính khác nhau kính này là kính này là chống tia ánh sáng xanh đấy cả nhà nhá đây này cả nhà nhìn vào đây này cả nhà nhìn nhìn thấy những cái người mà bị đau mắt này không đấy chất liệu là cũng bằng titan này chất liệu bằng người gì ạ nó được chứng nhận rất là nhiều nói chung kính mắt của nó xịn đấy với là chống tia ánh sáng xanh cái kính như mà ô nó sang nó hay đeo ấy, là cái kính đấy là kính của olimon đấy tất cả đồ trên người của những cái đội đấy đang đang mặc là đều ở trên Olimon hết. Đâu phát đây thế nào? Đài phát nên nó có chưa? Đó. Mọi người có nhìn thấy những cái anh chị em mà đi sự kiện không ạ? Mọi người có thấy là trên cái cổ của họ đang đeo cái cả vạt của Olimon không? Của Olilai đấy. Tới đây chúng ta có thể mua cái cái này. Mua trực tiếp bằng 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 cái điểm thưởng của mình ấy. 50 ringgit thôi, nó chỉ rơi vào tầm khoảng uh, 10 đô, cái này nó chỉ tầm 10 đô thôi. Cái này đẹp này, bị như là các cả vạn này thắt lưng này. Anh chị em nào thích thắt lưng thì tới đây em sang em mua cho thắt lưng này. Đấy mọi người order đi, xong rồi em sẽ mua cho. 1315 ringgit cái um, thắt lưng này thì là khoảng bao nhiêu tiền nhỉ? Để xem nào. 1315 mà chia cho 4,4. Nó rơi tầm khoảng uh, 298 đô thân lưng này xịn đấy kính cho trẻ em cũng có này nói chung kính ở bên này nhiều lắm cái um, cái hãng mà làm kính ấy, là họ liên kết rất sâu với mình ở, ở công ty này đấy rồi xem một cái sản phẩm khác như computer thế nào máy tính các thứ xem có chưa một computer chưa có Home Living như nào. Đó, anh chị em muốn tra chỉ đơn giản là như vậy thôi, nó dễ. Và nó link trực tiếp từ bên uh, cái web của OliLine sang bên Olimon này luôn cả nhà nhá. Nên anh chị em nào là là thành viên, cả nhà phải nên nhớ sản phẩm P90 là một sản phẩm phễu của công ty. Nên anh chị em phải đăng ký là thành viên cả nhà nhé để chúng ta mua và chúng ta nhận ưu đãi. Bình nước này, đó cũng có luôn. Nồi lẩu cũng có luôn rất rẻ. Đó, cả nhà có thể vào đây lựa chọn theo cái cách mà em Thắng hướng dẫn như này nhá. Ok, phần 1 đã xong, chúng ta sẽ kết thúc phần này. Chúng ta sẽ sang phần thứ hai, Chúng ta sẽ tìm hiểu thật kỹ về cái sản phẩm uh, máy nâng cơ này. Em Thắng sẽ cố gắng mua thêm một cái máy nâng cơ này hiện giờ em thấy có một số vi video review về cái sản phẩm này rất hay